Thảo không cần đám cưới, có khác biệt. Phan Như Thảo chia sẻ không cần đám cưới với đại gia Đức An, dù nhiều năm chung sống. Mới đây, xuất hiện trong một chương trình, vợ chồng đại gia Đức An và Phan Như Thảo chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống của hai vợ chồng. Đặc biệt, trong đó có chuyện dù đã sống chung 4 năm và có con nhưng vẫn chưa cưới. Đại gia Đức An cho biết anh từng hứa sẽ làm đám cưới với người vợ trẻ, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được điều này. Bởi lẽ, đám cưới không phải là điều mà Phan Như Thảo mong muốn. Theo đó, người đẹp chỉ yêu cầu chồng đại gia hứa không làm cô phải buồn là được. Vị đại gia nổi tiếng với nhiều đời vợ cũng thẳng thắn hứa điều này với vợ trẻ. Nhiều người ngạc nhiên trước câu chuyện của cặp đôi vợ chồng nổi tiếng, nhất là với Phan Như Thảo. Không ít người cho rằng, phụ nữ luôn mong muốn có một đám cưới, thì không lẽ gì người đẹp này lại không muốn một hôn lễ cho bằng chị bằng em. Thế nhưng, cũng có người cho rằng chuyện sống bên nhau nhiều năm không tổ chức đám cưới cũng đâu phải chuyện lạ trong showbiz. Thậm chí, nhiều sao nữ còn thẳng thắn thừa nhận không quá xem trọng việc này. Một trong những ngôi sao nổi tiếng trong việc không tổ chức đám cưới là Hà Hồ, gần chục năm sống chung với Cường Đô La, trải qua nhiều sóng gió và có với nhau studio cho tới bây giờ. Khi chuẩn bị sinh con cho Kim Lý, thì nữ ca sĩ vẫn chưa một lần làm cô dâu. Trong lời chia sẻ công khai trên mạng xã hội, khi tiện studio về nước dự đám cưới Cường Đô La cuối năm ngoái, Hà Hồ cũng úp mở chuyện sẽ không cưới ai, vì cô sợ đứng trước đám đông làm điều trọng đại. Khánh Thi cũng là minh chứng điển hình cho chuyện sống chung, nhưng không tổ chức đám cưới. Phan Hiển từng chia sẻ hai người đã kết hôn, nhưng anh chưa một lần cầu hôn vợ, cũng chưa tổ chức đám cưới. Phan Hiển cho biết cả hai từng lên kế hoạch tổ chức đám cưới, nhưng rồi mọi thứ không thành vì nhiều lý do tế nhị. Và tới bây giờ, cả hai vẫn chưa biết bao giờ tổ chức hôn lễ, và Khánh Thi cũng không còn quá coi trọng việc phải tổ chức hôn lễ cho mình. Cô chia sẻ chưa có ý định gì tổ chức đám cưới. Các Phượng cũng đăng ký kết hôn, nhiều năm chung sống với Kiều Minh Tuấn, nhưng đám cưới với cô thì không. Nữ diễn viên từng thẳng thắn hồi cuối năm 2019, chúng tôi đã đăng ký kết hôn để thuận tiện cho việc mua nhà chung, làm hộ khẩu. Năm nay, sau khi la xong live show của anh Hoài Linh và Kiều Minh Tuấn, tôi sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và lên kế hoạch có em bé. Sau đó, có thể cả nhà sẽ mời anh em bạn bè báo chí đến dự một buổi tiệc nho nhỏ, xem như công khai mối quan hệ. Nhưng chuyện mặc áo cưới thì không, đấy chỉ là những minh chứng cho chuyện sao nữ Việt không màng đám cưới, dù chung sống nhiều năm, thế nên Phan Như Thảo nào có cô đơn.